Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Em xin được giới thiệu em ở Lấm, cơ sở nhà em có địa chỉ ở Lào Cai và số điện thoại để liên hệ đặt hàng với cơ sở nhà em là 0972 315 386. Các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà em vừa cung cấp. Và giá em báo sau đây thì chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Cước phí nhà em là 40.000 trong đơn hàng. Và khi nhận hàng thì các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng cây. Cây đẹp khỏe thì mình thanh toán cho nhân viên giao hàng giúp em. Hôm nay thì nhà em có một số những cái cây ươm. Một số những cái cây ươm dòng mít cũng khá là đẹp. Đầu tiên đây là cây mít cụ bà, mít cụ bà Văn Sơn hay còn gọi là huyền thoại mít lá gân đây. Cái này em sẽ bán là 150.000 cho 3 cây. Và cũng chỉ có rổ này thôi. Rổ này thì đa số là những cái cây nó tận dụng. Có những cây cuống hoa này, có những cái cây cuống hoa đây. Cái cây cuống hoa này bé thì em sẽ để lại nha. Và sẽ nhặt cho các bác là 150.000 cho 3 cây. Cho 3 cây khỏe như thế này đây, 150 trên 3 cây. Đây là mít cụ bà, huyền thoại mít lá gân. Em vừa mới dọn vườn buổi sáng thì thấy có cái rổ kỳ cụ bà đẹp quá. Ươm tự nhiên rất là đẹp nha các bác nhá. Ví dụ như cái khúc này này. Ví dụ như cái khúc này đấy, nó là một kỳ đúng không? Và còn mắt ngủ bên cạnh thì em sẽ gửi cả nguyên khúc và chỉ tính là một kỳ thôi. Dễ thì siêu đẹp rồi. 150.000 cho 3 kỳ mít cụ bà. Mít cụ bà nha các bác nhá. Tiếp theo đây là cây mít Đại Long, một cây mít đi ngọn rất là đẹp luôn. Các bạn có thể quan sát mặt hoa Đại Long ở trên màn hình và ảnh cây. Cây này thì em cũng quay khá là nhiều lần ở trên kênh rồi. Vừa rồi cây mẹ của nó thì đến tháng giáp Tết ấy, khoảng 26 hay 27 Tết gì đấy em mới cắt ngọn đi vì cây mẹ nó vẫn đi ngọn hết năm, vẫn đi ngọn luôn. Rất là đẹp nha. Mặt hoa và thân thủ cực đẹp luôn. Cây mít Đại Long này em bán là 150.000 cho một cây nha các bác nhé. 150.000 cho một cây như thế này. Là 150.000. Một cây mít vừa là thân thủ đẹp, vừa là mặt hoa cánh bầu siêu đỉnh luôn. Số lượng thì còn có chỗ này nữa thôi. Những cái mắt ngủ này là mắt ngủ xấu đây. Mắt ngủ xấu để lại nó cũng lên hết. 150.000 cho một cây mít Đại Long. Bác nào mà mình muốn xem lại cây mẹ thì mình có thể là tìm ở trên kênh giúp em nhé. Video quay cũng tăng 2 đến 3 lần gì đấy. Về cái cây mít Đại Long này 150.000 cho một kỳ. Tiếp theo em có một rổ trầm va, trầm long cánh trắng. Thì cái này nó là hàng rừng nha các bác nhé. Trầm va, đã gọi trầm va thì nó là trầm rừng. Em bán là 130.000 cho một kỳ long hai như thế này. Trầm thì nó bé, nó không có to đâu các bác nhé. Trầm thì nó bé thôi, nó không có to. 130.000 cho một kỳ trầm long cánh trắng, mũi trắng, hoa rất là thơm. Có một cái câu gì đấy ạ, thơm như trầm nha các bác. Thơm như trầm. Trầm này là hoa thơm nhất trong các dòng giả hạc thân thòng. Thì hoa trầm đứng đầu về mùi hương. Còn một ít kỳ này em bán là 130.000 cho 1 kỳ 52. Cái trầm này có nuôi đỉnh thì đến 235 nó cũng chỉ dài được khoảng 15 đến 20 phân là cùng thôi. Nó không có dài như kiểu là trầm tím đâu. Nhưng mà hoa rất là thơm và sai hoa, đặc biệt là rất khó làm kỳ. Tiếp theo đây là cây long cánh trắng Long Dân. Mặt hoa thì em cũng đã để trên góc màn hình. Long cánh trắng Long Dân này em bán là 80.000 trong kỳ nha các bác nhé. Kỳ lâm 2. Long cánh trắng mũi trắng. Cây long cánh trắng Long Dân 80.000 cho một kỳ lâm 2. Bác nào bảo mình không có thời gian mình xem live trực tiếp vào tối, buổi tối thì mình có thể xem để sưu tầm những cái kỳ mặt hoa đẹp, giá rất là hợp lý ạ. 80.000 cho một kỳ long cánh trắng Long Dân. Rất là khỏe đẹp nha. Tiếp theo ở đây là long cánh trắng Tuyên Quang. Long cánh trắng Tuyên Quang thì em sẽ bán vo đi. Ví dụ cái đơn này là, như cái khúc này là 1 kg, 2 kg, 3 kg đúng không? Em bán cái khúc này là 150.000 cho 3 kg long cánh trắng Tuyên Quang. Và cũng kèm theo rất là nhiều mắt ngủ đây. Mắt ngủ thì nó cũng đã thức rồi. 150.000 một khúc. Có khúc thì 3 kg, có khúc thì nhiều hơn gì đấy. Chúng này em sẽ bán đơn 150.000. Chắc chắn là rẻ nhất. Cho ưu tốt luôn. Tiếp theo đây là cây người đẹp suối trà. Người đẹp suối trà này thì cũng mặt bông cũng khá đẹp. Bông nó là lá như bông long cánh trắng Tuyên Quang kìa. Tuy nhiên thì cái thân thủ nó sẽ không đẹp bằng cái cây Tuyên Quang kia các bác nhá. Còn mặt bông hai bông cũng là lá như nhau. Dễ đẹp rồi. Em bán cả rổ người đẹp suối trà này là 500.000. Và có thể tách làm hai đơn, 250 một đơn. Người đẹp suối trà nha các bác nhá.
bông rất là đẹp luôn. Tiếp theo, đây là cây lá kẻ. Lá kẻ nha. Lá kẻ này thì đây là những cái kỳ mà nó chưa được đẹp. Đây, nó chưa được đẹp lắm. Cái này em bán cũng rất là nhiều rồi, 150.000 cho một kỳ phi điệp lá kẻ. Các bác có thể nhìn cái, nhìn trên góc màn hình giúp em nhé, mặt hoa và cái cây cùng với lô này mà nó đạt hơn. Đây. Còn đây những cái kỳ mà nó xấu hơn, nó chưa đạt, nó kiểu nó yếu ấy, nó chưa lên được màu ấy, thì em bán là 150.000 cho một kỳ phi điệp lá kẻ. Mặt hoa nó là hoa tím, tím rất là đẹp, 150.000 cho một kỳ, dễ đẹp và mắt ngủ thì vẫn là khuyến mại nha các bác. Cái này là cây kẻ vàng ấy. Kẻ vàng ấy. Tiếp theo đây là mít hồng rượu. Mít hồng rượu là một cái cây mít mà không cần quan tâm đến cụm từ là phải chăm đạt, vì chơi thế nào nó cũng rất là đẹp nhá. Ví dụ như cái kia này em bán là 350.000 này, kia là 2 này, mắt ngủ còn rất là nhiều. Còn những cái kia có dễ cắt khúc lâm nhất này là 100.000 cho một kia. Mít hồng rượu thì em cũng bán rất là nhiều trên kênh rồi, và hoa lá lở em cũng đã quay video, các bác có thể tìm lại xem giúp em nha. Mít hồng rượu này. Đây là cây long cánh trắng 36. Long cánh trắng 36 này em bán là 150.000 cho 2 kỳ. 150.000 cho 2 kỳ long cánh trắng 36. Mặt hoa này có để ở góc màn hình. Bông này thì rất là thơm. Vừa rồi cách đây khoảng một tuần thì cũng có một chậu lở. Hoa thì cực kỳ là thơm và bền. Cánh sáp dày và lưỡi rất là nhiều tuyết. Thân thủ cây này cũng to nha các bác nhé. 150.000 cho 2 kỳ. Em bán từ 2 kỳ nhé. Bác nào mình gộp đơn thì mình có thể lấy một kỳ cũng được. Hôm nay thì nó không còn kỳ to nữa, chỉ có những kỳ xinh xinh này. Bình thường những kỳ riêng này là 100.000. Nay em sẽ bán, nếu bác nào gộp đơn thì nhặt một kỳ là 80.000 nhá. Gộp đơn một kỳ sẽ là 80.000 cho cây lâm cảnh trắng 36. Bác nào là fan của bông trắng, mũi trắng mà môi tuyết thì bông này nó là lựa chọn rất là hợp luôn. Hoa thơm, dày và bền. Đây là hồng lạc sơn. Hồng lạc sơn này còn một số kỳ này. Hồng lạc sơn này là 300.000 cho một kỳ nha các bác nhá. Mặt bông của hồng lạc sơn thì em cũng đã chèn ở trên góc màn hình, các bác có thể tham khảo giúp em. Hồng lạc sơn 300.000 cho một kỳ, rất là khỏe luôn này. Kỳ này to là 350 này. Kỳ này rất là to và 350.000. Dễ đẹp, dễ để về thì không có lo sợ bị trột gì cả. Trồng nó sẽ bám ra thể và đi luôn này. Các bác có thể thấy nha, dễ đang đẻ xương cá này. Đang đẻ xương cá luôn. 350.000. Đây, cái đoạn cắt khúc này cũng 350.000 này. Có một đoạn này, đoạn cắt khúc này 350 thì nó kèm theo mấy cái mắt xương này. Dễ đẻ xương cá cực khỏe luôn. Đây là cây long cánh trắng 34. Mặt hoa thì có trên góc màn hình. Không biết các bác thấy bông này thế nào, nhưng em thấy bông này cái mắt của nó nhá, riêng về đôi mắt thì nó khá là giống mắt và lưỡi, khá là giống bông bạch trà. Cái này em bán là 200.000 cho một kỳ. 200 cho một kỳ. Đấy. Hôm trước nhổ 200 cho một kỳ. Kể cả về lá này cũng giống bông bạch trà. 200 cho một kỳ năm cánh trắng 34. Bông này mũi lở biến thiên nhá. Nếu mà ở thời tiết mà miền Bắc có thể là mũi nó sẽ hơi phớt hồng, nhưng miền Nam mà được nắng nó sẽ mũi trắng, nó lở biến thiên như bông năm cánh trắng Thái Nguyên. 200.000 cho một kỳ năm cánh trắng bạch trà. À nhầm, năm cánh trắng 34 nhầm, cứ nhầm, năm cánh trắng 34 nha cả nhà. Còn đây là em có một số chậu gà trắng nhá. Gà trắng này thì em bán là 300.000 cho một chậu. Gà trắng nhà em đây là những cây gà trắng rừng, hoa trắng tinh. Và đã nở rất là nhiều lần ở vườn rồi. Khách mua về sổ cũng khá là nhiều rồi. Hoa ở trên màn hình em có chèn đấy là hoa gà trắng. Đấy là ảnh của khách lở mua về lở năm vừa rồi nhá. Hoa này thì các bác sẽ chơi hoa giải rác vào xuân. Nếu mà mình kích ấy, mình dùng một chút thủ thuật ấy, thì mình sẽ chơi hoa Tết. Hoa trắng thơm, nhìn bông hoa rất là phiêu nha. 300.000 cho một chậu gà trắng. Em sẽ gửi nguyên cả chậu nhá, vì nó ấm chậu rồi đấy. 300.000 cho một chậu. Bác nào lấy trước thì chọn chậu to, lấy sau thì chậu bé nha cả nhà. Đây là năm cánh trắng Minh Hiệp này. Năm cánh trắng Minh Hiệp này em bán là 150.000 cho một chậu 2 kỳ ấm chậu. Vẫn là bác nào lấy trước thì là kỳ to, lấy sau thì kỳ bé nhá. Mặt hoa của Minh Hiệp thì em có để trên góc màn hình. Cái này trước đây thì nó cũng đắt,
cũng khá là đắt. Bông đẹp mà, khá đắt, bông đẹp. Như kiểu là trước đây là ai mà làm kinh tế thì sẽ là chơi cây HO, còn nếu mà chỉ là chơi không mà thiên về độ đẹp của cây sẽ chơi cây Minh Hiệp này, vì hai bông nó gần như là giống nhau. 150.000 cho một chậu. Em còn 2, 4, 6, 8, 9 chậu. Bác lấy trước thì nhặt cái chậu to này, lấy sau thì chậu nó sẽ nhỏ hơn nhá. Bác lấy cái chậu bé này thì là 100.000 này. 100.000. Còn mấy chậu Minh Hiệp này thôi. Đây là cây Hoàng Thảo Thái Bình. Ngọn đang đi rất là đẹp. Ngọn đi đẹp chưa này. Hoàng Thảo Thái Bình này em bán là 450.000. 450.000 cho chậu này, em còn 2 chậu nhá. Hoàng Thảo Thái Bình này 450.000 cho một chậu này. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn. Hoa Hoàng Thảo Thái Bình này thì có em có để trên góc màn hình. Hoa rất là bền, dễ hoa, cực là dễ hoa luôn. Hoa siêu đẹp nha cả nhà. Hoa siêu đẹp luôn. Ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều những cái dòng mít thân thủ đẹp, mặt hoa đẹp. Đây ví dụ như cây mít này. Cây mít này, các bác quan tâm những cái dòng mít này thì mình có thể xem live trực tiếp vào 21 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Hoa Lan Hương Lấm. Và đây là Hoàng Nhạn Tháng 8 đang có vòi hoa này. Hoàng Nhạn Tháng 8 này, Nhạn Tháng 8 này, một tác phẩm này, siêu đẹp luôn này. Cái này 6 vòi hoa nhá, em đang quay ngược ánh sáng, khó nhìn. Đây, Nhạn Tháng 8 này, đây là quế này, quế Tháng 8. Tháng 8 thì những cái dòng đơn thân này cũng chỉ có nhạn và quế là lở hoa nhiều thôi. Một trong số những cái dòng lan ít lở vào tháng 8 mùa thu. Đó, đây là trụ quế. Trụ quế này thì nó chỉ là một thân thôi. Đây các bác có thể nhìn nhá, dưới đây là con này. Dưới đây là con này. Một con, hai con, ba, bốn, năm con. Đấy, một thân nha, thân mẹ vòng ở trên này. Và đang có ba, bốn vòi hoa gì đấy. Trụ quế này rất là đẹp. Đây em sẽ hạ xuống để các bác xem. Đây nó chỉ là một thân thôi nhá. Chỉ là một thân thôi này. Cái ngọn quế này chắc nó rơi vào khoảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Chỗ này phải rơi khoảng tầm 30 đến 35 cặp lá và rất là nhiều con nhá. Chỗ này em bán là 2 triệu 500 nghìn cho cái ngọn quế này nhá. Khoảng 25 đến 30 cặp lá và rất là nhiều con. Đây là một ngọn nhá các bác. Và hàng thuần thế này em sẽ gửi nguyên cả củ gỗ này về các bác, nhưng mình chỉ treo lên làm tác phẩm thôi. Đây là một thân nhé, lưu ý cho em nhé. Nếu như cái này nó là nhiều thân thì nó chỉ khoảng tầm vài trăm nghìn đến một triệu thôi. Nhưng mà cái này nó là một ngọn quế nhé. Một ngọn quế, rất là nhiều cặp lá, ghép thuần nữa và đẻ nhiều con. Đặc biệt lá chân là không bị mất và không bị lỗi lá. Rất là đẹp nha. Rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp các bác vào 21 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Hoa Lan Hương Nấm. Cảm ơn các bác luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em Nấm nha. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Em xin tắt máy nha.